Kamen Rider Saber, Toma Kamiyama. Ký ức của anh chỉ còn sót lại là một giấc mơ cùng quyển Wonderbook Ray Dragon. Sức mạnh này đã kéo anh tới những sự kiện liên quan tới hội kiếm sĩ Master of Logos lẫn phe Magic. Nhưng trước đó, bản thân anh chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia, một người thực hiện ước mơ của mình với niềm động viên của hai người bạn thơ ấu, trở thành một tiểu thuyết gia khá thành công và đang được May, một cô gái tại tòa soạn, hối thúc mong anh tiếp tục ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của mình. Nhưng với tính cách của bản thân, Thomas quan tâm nhiều hơn không phải về số lượng bản in, mà đó đến từ những ngồi bút của anh, những câu chuyện anh kể ra phải thật sự từ chính trái tim của mình. Vướng vào một sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, khi đó Magic, những tên quái vật phản diện trong Kamen Rider Saber, bọn chúng đã dần thức tỉnh và tiến hành kế hoạch của mình cùng với một Kamen Rider bí ẩn. Toma bị kéo vào một quyển sách nơi liên kết về thế giới kỳ ảo Wonderworld. Tưởng chừng mình đã lạc vào chốn thiên đường, tên Magic mang sức mạnh của Golem tấn công anh. Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh thể hiện quyết tâm của bản thân và ước muốn cứu giúp tất cả mọi người. Quyển sách Ray Dragon đã liên kết với thanh hỏa kiếm. Anh đã vượt qua cả biển lửa để nắm chặt lấy thanh hỏa kiếm, thức tỉnh nó với Ray Dragon Wonderbook chuyển hóa thành Kamen Rider Saber. Đúng với tên gọi của mình, Kamen Rider Saber có vũ khí chính là thanh liệt hỏa kiếm sau khi chuyển dạng. Thanh kiếm được cấu tạo bằng biểu tượng lửa và gương mặt của Saber trên phần thân. Lưỡi kiếm toàn bộ những ký tự được khắc chìm vào trong nó. Anh là một kiếm sĩ sử dụng thuận tay phải với tạo hình một nửa là Dragon đến từ quyển Wonderbook, phần màu đen với những viền đỏ không có bất kỳ biểu tượng nào đặc biệt. Phần giữa của anh được điểm tô màu trắng. Sau này anh sẽ có những dạng biến thể liên quan tới phần trái và phần giữa cơ thể. Giáp lưng của anh có khả năng kích hoạt một lượt 3 Wonderbook. Của Ray Dragon mang cho anh sức mạnh của rồng và lửa với gương mặt biểu tượng lửa đỏ và hình chữ X. Đặc trưng nhất của Saber là cảo thanh kiếm kéo dài từ tận đỉnh đầu của anh cho tới phần thân, nhìn cực kỳ điệu nghệ. Anh thể hiện rõ bản thân là một kiếm sĩ hết sức thiện chiến. Khả năng chính của anh tất nhiên là những nhát chém mang hơi thở của rồng với những ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù. Ngoài ra anh còn sở hữu tuyệt kỹ khi nhấn vào Ray Dragon Wonderbook, đó là tạo một nắm đấm lửa với hình đầu rồng. Một đòn tấn công mạnh hơn là anh cũng sẽ dùng chính nắm đấm đó, nhưng triệu hồi sức mạnh của Ray Dragon tấn công khắp khu vực chiến đấu. Anh có hai đòn tất sát. Đòn sử dụng kiếm, anh sẽ bọc lửa quanh thanh kiếm lao vào chém liên tục kẻ thù như đang chém một tờ giấy. Kẻ thù cho dù chúng có kích thước khổng lồ như thế nào. Đòn tất sát thứ hai là đòn Rider Kick. Anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của ngọn lửa, đá xuyên qua kẻ thù với những trang sách được hiện ra và kết liễu chúng bằng sức mạnh từ ngọn lửa của Ray Dragon.